trò qua đây cũng được 3-4 ngày. 4 ngày xuống. Thời gian rất là quá nhanh quá. 5 ngày xuống. Thiên Long Cung, Thiên Long Giang. Giao duyên được một số lời message đó. Trong đó có cương lĩnh, trong đó có tiếp xúc được với Worldline, làm bạn thực hư, thực giả không? Coi có thành tâm để mà xây dựng nhà hay không, thì những cái lời nói trên Worldline thì mọi người chắc cũng nghe. Lời thật mất lòng rồi giải thích cho một ông linh mục là Nguyễn Nhân gì đó, CEO của Worldline, về cha mẹ là ai, đã ông đạo Tin Lành cũng biết không? Thượng đế, thượng đế là ông đứng đó đó, thường chỉ mình đọc cũng cười cười cũng chia trả là cha trời mẹ đất, giải thích dù giải thích giáo thiên tâm sau này sẽ thống lãnh các đạo, tức là thống lãnh luôn cái đạo Tin Lành nữa. Ông không thích gì hãy khái thì từ từ đi. Rồi thầy cho gặp một số nhà, trong đó có nhà khoa học nha, nhà thơ quá không, nhà thơ tiến sĩ nữa, sư phụ một bác sĩ với ông giáo sư nữa, giáo sư tiến sĩ ông giáo sư đó thì rất là hiền, còn tiến sĩ thì rất là fresh, có tâm hồn nghệ sĩ hết rồi, 7 tuổi hả, mà giống như ca sĩ 18 vậy đó. Anh ước sáng mắt tướng người phong độ nam nhi, trời tướng ông phong độ, bé 7 tuổi sao phong độ, nhìn không biết tuổi, đôi khi còn nhầm, hòa theo tiết nhạc nhảy đầm. Nhiều cô tiên nữ, tức là con nga mà đúng không, nhiều cô tiên nữ xứng tầm với anh, thiên nga dám dáng dấp thanh 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 à, thanh thanh đó nghe, thiên nga dáng dấp thanh thanh, thả hồn bay bổng lướt nhanh tùng chàng, đến lúc anh đứt dây đàn. Có nghĩa là gì, đứt dây đàn là gì? Cũng mệt đó chứ không, lúc già mệt rồi đó. Tưởng đâu là đứt dây cương. Đứt dây đàn, mắt anh tự xét, chẳng cần thiên thiên, chẳng cần thiên nga. Mắt anh tự xét, chẳng cần thiên nga. Người cái ông làm lại cái bài thơ nãy không? Mùa đồng mùa quên. Cái ông trả lời lại nè nghe, cái ông nhà khoa học gia, mình nói khoa học gia lên, nó cái tên gì? Khoa học gia 77 tuổi, thiên nữ chỉ cười chẳng chán, nói ra thiên nữ tiên chỉ cười chẳng dám nói ra, cảm ơn nàng đã quả thi lời vàng, có duyên như tượng câu vàng, mong rằng duyên sẽ tàn tàn tung tăng. Tức là ông nghĩ là chắc xin số điện thoại của nghe không, số thợ nghe số mấy con đọc lên. Cả thế giới ủa quên, này thế giới hả? Chắc là muốn xin số điện thoại phải không? Dạ. Mới quen có cá là muốn cùng nàng tung tăng đó. Dạ. Tàn tàn tung tăng, nghe xin số điện thoại mình phải dịch dùm cho thôi. Tàn tàn tung tăng, đỉnh thiên tiên nữ một đàn, trời ơi đỉnh thiên, chỗ mình là Thiên Long Cung mấy. Dạ. Đứa con đó là đúng tiên nữ một đàn á. Dạ. Một đàn quá trời luôn, làm ông chói mắt. Ước gì chỗ cánh thiên đàng ta chơi. Chứ bữa ông theo cái phe của bên Worldline chắc toàn là gì, tiên già, tiên bà bà. Cậu nói nặng quá, tiên bà bà. Còn bên đây là ông khen là tiên nữ đó. Là hai bài thơ có duyên gặp với nhà khoa học. Còn bài cuối cùng Khanh đối lại nữa sư phụ. Còn bài đó lại nữa, Thiên Nam Việt đó hả? Dạ. Rồi cái bài này còn nói lại thêm nữa, Thiên Nam Việt. E thẹn nói chẳng nên câu, vì anh tài giỏi khó đâu quả lời, bởi duyên nên ngỏ câu mời, mời anh hòa bản tuyệt vời cùng nghe.
thuyền viên chở cả Huy Nga, cậu có nói tên luôn, thuyền viên chở cả Huy Nga về bến Thiên Việt, nước nhà vui chung, hay quá vợ ta. Hay quá. Nhưng mà cái này mà hai người mà có thiệt nữa là vô lịch sử. Ngăn á phải ngồi, hai người phải quỳ xuống để làm cái trà cho Ngăn á, Thiên Kim Ngăn. Với lại Thiên Khanh. Ngăn là sẽ uống hai ly trà của anh này. Ngon đẩy thuyền. Khanh cho chèo giùm. Khanh chèo. Khanh mượn lời thơ chèo thuyền đúng không? Có duyên gặp được một số nhà chí thức và một hòn gân. Rồi sau đó mấy thầy trò đi nói chuyện 4-5 tiếng ở ngoài Thiên Long Giang. Cái này giống như summary lại cái trip vậy đó, 4-5 tiếng. Trong đó có gặp những nhà luật sư hỏi này hỏi nọ, hỏi làm sao mà để mà đoàn kết dân tộc, thì lấy từ bi đoàn kết dân tộc, ông cũng rất là vui lòng với câu trả lời. Rồi sau đó mấy thầy trò ngồi có video 4 tiếng, nói rất là nhiều trong đó. Trong đó có cái bài Cương Lĩnh. Cương Lĩnh là một cái platform, một cái tiên chỉ. Cái platform đó là giống cái agreement, mình nói xong mình phải làm đúng chuyện, nghe con không có được thay đổi cái platform. Thì cái này chỉ là cái soạn thảo thôi. Cái finalize là cần bề trên approve, tức là bề trên mới đồng ý. Chính phủ phải ký tên luôn. Thiên Việt là người founder là Thiên Tứ Kiệt, Ngô Tứ Kiệt gì đó, chứ cũng là founder luôn. Thì cả cái logo. Sau cái này chút nữa bay về Cali thì ngày mốt họp với bề trên. Bề trên sẽ cho biết là bắt đầu cái ý là cái gì đồng ý, cái gì lấy ra, cái gì bỏ vô. Và những nhân sự, ban tham mưu, những ban tham mưu rất quan trọng, những người phải có trình độ rất là cao siêu và phải có cái tâm rất là rộng lượng để có thể kết kết nạp những thành phần yêu nước, đảng cộng sản về hưu yêu nước. Có những người rất là cực đoan, người ta không thích. Thì cái Thiên Việt là một cái bất chiến tự nhân thành để mà đưa dân tộc qua hòa hợp, hòa giải tất cả các phe phái, rồi thành một cường quốc trong tương lai. Mình không hòa hợp, không ai chơi cùng mình, chơi mình đi. Cần có một cái ban tham mưu rất là ngầu đó. Hiện giờ đang bề trên đang chọn ai là trong nhân thành đó. Rồi trong buổi nói chuyện 4 tiếng có những cái nhận một số đệ tử có duyên hôm nay tới, càng ngày về Houston mỗi lần về thì cũng rất là đông, nhiều người mới tới để mà xin vẽ lên chén cũng có, thì mỗi ngày mỗi đông. Rồi Thiên Long Giang hôm nay có được cái sàn phải không? Nên nó ngồi cái sàn đó cũng sạch sẽ, mai mốt cũng không làm bự ra nữa. Thì sư phụ về đây thường xuyên sinh hoạt ở trên đó để mà khỏi bị ruồi á, rắn rít, dơ giấy nữa, sạch sẽ, tiện luôn. Nguyên một cái sàn rộng, đóng bằng gỗ. Rồi tượng cha tượng mẹ cũng được che nắng che mưa rồi, kín đáo rồi. Thì sư phụ thấy cũng có nhiều người bắt đầu tới đốt nhang rồi này nọ, từ từ ta biết. Chủ yếu của mình là mở Thiên Long Giang để đón tiếp tất cả người Việt ở Houston đi vô đó, để cho họ biết đường chánh đạo, để họ có cuộc sống và có con đường để đi. Chứ bình thường chúng ta cứ chạy theo chùa này theo chùa nọ, khi tâm trạng buồn bực hay là muốn làm cái gì từ bi, hay là muốn nghiêng gì Phật này nọ thì chạy vô chùa. Nhưng mà trong đó Phật không có trong chùa nữa, từ bi không còn ở trong chùa nữa, trong đó chỉ có danh với lợi. Và những vị thầy cũng danh với lợi, cho nên khi mà họ có tâm trạng cần một nơi nương tựa tinh thần thì lại là vào một cái cột mục
một vị mục dậy ngã té rồi thối tâm bồ đề. Cho nên những đứa đệ tử như sanh á gắng nghe lời này thưa ông dạy, mình phải hòa hoạt động với nhau, rồi mình phải thương nhau, rồi mình không có nên quảng cáo thiên tâm, cũng không có nên kêu người ta theo thiên tâm, để tự người ta theo thiên tâm. Đó là cái quy tắc của hội thiên, để tự người ta ngộ thì cha với mẹ mới cứu nổi. Còn mà cứ kêu cứ ghéo mà cái tâm ta chưa có đủ phước, chưa đến đúng lúc đúng giờ nó không có hay. Cứ để cho người ta vô sinh hoạt như kiểu bình thường vậy đó, rồi cho người ta mượn cái nơi để mà tổ chức này camping nọ, hay là mình có cái sàn đó thì họ dùng cái then họ ngủ qua đêm cũng được. Rồi tiệc tùng bếp đê hội đoàn này hay là chùa nọ, hay là một ông thầy nào muốn gây quỷ gì đó, mượn cái sàn của ông Long á, thì họ cũng có thể làm được một buổi văn nghệ đó. Thì nói chung là nơi đó là của chung tất cả mọi thiên, tất cả mọi người, không có ai không có thuộc về của ai hết. Nó không phải của họ thiên mà nó của 100 họ, họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê, họ Phan, họ Phạm, đủ họ. Thì là Thiên Long Giang là thuộc về như vậy, thì cứ nghĩ vậy là đúng. Chứ còn mình chỉ nói họ thiên không thì những cái người khác người ta đâu có biết họ thiên là cái gì, và rồi bắt đầu họ có sự ngăn ngại. Họ Nguyễn, họ Trần gì sau này khi họ ngộ ra họ cũng đều là họ thiên. Rồi sau đó hai trò đi về, rồi tối lại cũng vui. Rồi sau sáng ngày chủ nhật nay là có buổi tuyển chọn ca sĩ họ thiên, sáu đứa Houston, sáu đứa Cali. Cho nên cuối cùng là bất phân thắng bại, phải không? Cho nên hai bên huệ nhau, không ai hơn ai hết, ai cũng hay hết. Sao thu thấy như vậy? Đó là kết luận của buổi thi. Thì ai cũng bên nào cũng có số lượng hay hết. Sau này khi bụng mà đi giảng pháp hay đi khắp thế giới để làm chuyện đời, chuyện cho thiên liệt á, thì vụ đỡ phải tốn tiền mướn ca sĩ. Còn một ca sĩ nó ăn mình 5.000 mà 12 đứa là nhiêu? Còn 60.000, mình lấy 60.000 mình mua vé máy bay rồi. Cho nên mấy con ấy về gác tập ca, phải không, để mà đi tour đi vòng quanh thế giới luôn. Mình có ca sĩ nhà, cây gì cây nhà lá dừa, Renis nó không có hay nữa, miễn là người ta cảm thấy vui vẻ là mình là hay. Ca thôi mà, ca là hồn nhiên, phải không? Còn ca sĩ là cái sự bắt buộc để ăn tiền, là nó không có hay bằng mình. Mình ca hồn nhiên hay hơn. Cho nên dù cứ tất cả các hội thiên ghét ca, đứa nào cũng có giọng hay. Rồi sau đó bây giờ ra phía trường chuẩn bị còn như là còn tiếng nè, tiếng nè, hơn tiếng nữa thì đi về Cali lại. Sư phụ hy vọng hè qua tiếp không, nhưng mà có cái sàn đó sư phụ sẽ thích hoài. Còn có cái sàn đó sư phụ có sợ mũi, ai ngồi dưới đất kiếm rồi á, không kiếm bự bự nữa, không nó cao lên ba bốn mét là bớt mũi rồi. Rồi cái mình xung quanh nó chạy dây điện á, mình bỏ máy quạt là mình ngồi mình nói chuyện pháp trên nó sàn nó quan trọng. Cái sàn chừng nào xong thì mình đi qua đi về, đó là xong. Cuối cùng là sự thành công của cái chuyến đi này là tuyển chọn được 12 ca sĩ hàng top họ thiên. Phát hiện thêm có một ca sĩ họ thiên ủ lá chuối nhưng mà không có ngoại hình, nên là cũng được đi. Mình cho đội tóc giả rồi vô, mặc áo dài rồi vô, cũng ăn tiền à. Cho nên những thành công chuyến đi này rất là nhiều. Rồi xin tạm biệt nha mấy đứa. Cảm ơn sư phụ. Tiếng con đợi ngày lên máy bay, đợi ngày sư phụ trở lại Houston. Summary là một chuyến đi
Quay hết luôn, quay hết luôn. Giờ ai về được vui rồi mình ấy. Cũng cho em dính cái mặt em vô một cái, em là Thi Cuba đây. Xin chào mọi người. Đây là quản gia khó tính nhất của Thiên Long Cung. Giới thiệu hôm nay là có em hết cá heo rồi. Để cho nó chung với rồng thì cái mà cao sang nhất của thế gian này gọi là Hoàng Long. Thì thời đó mấy chị mới gọi thụ là Hoàng Long. Thời xưa không có người, con người chỉ có rồng không, mà rồng với những dinosaur con này kia thì thụ là Hoàng Long. Ở trên trời là thụ không phải là rồng. Tôi hỏi mấy vị gì nó không phải, sanh ra đã là người, nhưng mà khi mình xuống thế gian này á thì ở cái thời đại mà thụ giải thích á, là Long Dương cai quản của mặt đất á, thì là thụ phải là giống như người ta đúng không, rồng thôi, Hoàng Long. Thu vậy thời mà Long Vương cai quản mặt đất á, là có con ở đó chưa sư phụ? Có luôn, con là rồng nhí. Rồng rồng cũng có. Cho nên những đứa mà gốc rồng thời xưa đó, đó là cũng như là 70,000 năm, cái triệu năm về trước. Hôm nay thu chở xuống thế gian những đứa cốt rồng hồi xưa có duyên, hoặc là những đứa đã làm giống như trong triều đình Trung thôi bộ, cũng có nói dài dế mà biết gì dù không biết luôn, thì hôm nay cũng gặp lại. Tại một đời người gặp nhau cũng giống như sư mẫu đã gặp sư phụ đời này có phái không, ở cái thời đời đời kiếp kiếp cái hầu thái tử hoài vậy đó, kiểu vậy đó. Thì thời là dính, thời là dính. Hồi xưa có những tùy tùng cung phi hay quý phi hoàng phi rồi đại khách dựng đóng phi á, thời cho đã rồi. Khi nào vua mà chở chuyển Long Thánh Dương mà trở về trái đất thì những người đó cũng theo để mà rồng nó thường biết là ai mà trước có clip thường kể tên mấy đứa nó, nhưng mà giờ nó đâu có nhớ đâu. Rồng có nhiều dạng lắm, khúc ở Cửu Long cũng có mà ở ngoài biển cũng có. Rồng mà chấn cái chính màu rồng ở Cửu Long cũng có. Chính con rồng đó là từ trên trời xuống hay là dưới biển lên? Dưới biển. Này cũng là rồng, nhớ là cốc rồng. Ngọc hả thưa? Ngọc là cốc rồng đó. Cho nên thấy nó vậy nó rất là ngầu, thẳng tánh, tóc tánh. Đứa nào cốc rồng đều có tánh đó. Thì nó là kiểu vậy mà phải không? Mạnh mẽ. Mạnh mẽ đó. Nhanh nhẹn. Giống như cốc rùa thì cái vỏ nó dày, nó dày vậy đó. Nhớ kiểu gì đó. Sư phụ nói kiếp này sư phụ đi về trời luôn, thì sư mẫu có lên trời hay là sư mẫu xuống dưới? Sư ở dưới nước không phải là dưới nước luôn. Ví dụ mình ở tất cả cái linh hồn chúng ta đi mỗi một nơi đầu thai nổi một dạng người, ở một cái thế giới nước hay là đất hay là trên đó đều là trải nghiệm. Nhưng mà cái cuối cùng vẫn là trời, là cái quê nhà chính, gần với cha mẹ là chính. Đó là đơn giản. Uống nước cũng là một cái trải nghiệm với nước dịu dàng nhẹ nhàng, rồi lên trên mặt đất thì chịu khổ, chịu nóng, chịu lạnh, chịu đói, tức là trải nghiệm thôi, để mục đích cái thần hồn khi đi về trên á cái gì cũng biết hết. Cũng giống như con có con á, con muốn cho nó học cái gì cũng biết á, swimming pool, đánh đàn, tennis,
kiểu gì mình cũng muốn con mình, thì ở trên cha mẹ cũng vậy, mình lấy đi để xuống nước. Đứa nào mà giống như lì quá đó, để xuống cho cái đầu bò, đầu trâu với mặt ngựa đó nó dần cho đã, rồi với quỷ da so đó tới nó nuốt. Như có mấy cột đầu nó mắc ôm á, chán xèo 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 thì đó gửi xuống đó huấn luyện. Nó cũng là một trường hợp huấn luyện, nó hồn bất tử không có chết, nhưng mà thời nay hồn một cái chính xác với hồn. Có cái clip thù giải thích ngồi cục đá đó, thì cũng nói thiệt là tiêu xác với hồn mình có. Giống như giờ mấy con ở Diên Dù ngồi đây, mấy con phải gặp một quẹo và cả tỷ tỷ năm gì sao. Bây giờ trời những người gặp một quẹo coi dưới đất á, thì cũng gặp nữa. Đây cái hồn người chạy bên dịch cũng trời mình ở trên cái cõi kiếp này ở trên trời. Ví dụ như con cũng sẽ về trời kiếp này, nhưng mà somehow từ đây tới cuối đời trước khi con bỏ sắc phàm này á, con làm đại chúng đội á, con ở trên kiếp cũng là đại tử luôn, cũng xuống lên được mai lên lên chút. Ồ, chỉ ra cái đạo này gặp gặp giống như anh rồi, gặp cái tụ rồi. Không lành cho họ bởi vậy, chứ mấy đệ tử chung mình vừa lại toàn là người thân của ngài. Nó nói anh Châu vậy, không có giải thích. Cả mấy đứa con người thân đi những cái tiền kiếp hôm nay chỉ đồng dạng khác kiểu nào cũng sư phụ quá trời là vậy, tức là người thân của tiền kiếp. Dạ, tôi trả lời chung chung vậy. Dạ, cái thằng em mà nó phụ nuôi nó là 8 tuổi vẫn hổng hào á. Cũng vậy, có một lần mà nó quýnh quýnh của hoa tè tôi rồi. Người mới lì xì nó 10 ngày rồi đó. Con ghét nhưng mà cũng tội nghiệp, cuối cùng cũng phải trả tiền ngoài mà. Em mới có một lần ngồi cái gì chứ, có nên giúp nó hoài không? Cho nó nhiều tiền nó cũng không lạ. Nên giúp nó, người thân của ngài kiếp trước. Chứ là mấy vị biết nó làm sai nhưng mà cũng kêu rồi phải lo cho nó. Bề trên á, nhìn họ, nhìn chúng ta, nhìn mấy đứa con ở đời này không đâu. Nhìn hai ba đời trước có liên hệ gì với mình, những cái đời sau nữa chỉ nhìn là nhìn vậy. Hả? Phải không? Tại dù đi đâu có thằng Ngân với thằng Nghĩa. Rồi con nhớ ai? Hả? Nhớ sư bộ nó sư phụ thằng này. Con giống hình Hải Bến. Mỗi lần sư phụ ngồi Hải chạy tới. Ê Hải con lên con kiếm Ngân, kiếm sư phụ vậy. Nhân nhân nhân. Nó lại mánh mông lắm. Hỏi cho kỹ. Cái nhiều người ta cũng trả lời cho người ta. Mà có tin được hay không là do áp lực của con.